Ngày mai 25 tây tháng 4 2022, Thi sẽ tạm ngưng một ngày nghỉ mệt để lấy sức đi kiếm tiền tiếp tục. Thật ra Thi cũng không muốn nghỉ đâu, nghỉ ngày mất tiền nhiều lắm. Thu phí một ngày là Thi mở mắt ra là mất 10 triệu rồi. Thì cho nên là Thi phải gắng cố gắng Thi bán. Hello, xin chào tất cả anh chị em. Mấy hôm nay á là bữa nay là Thi bán 7 ngày 8 ngày rồi, khách rất là đông. Cho nên Thi phục vụ tất cả anh chị em không kịp. Thì cho nên bữa nay là Thi sẽ ra một cái chương trình. Thi sẽ mua 100 cái mâm. Đầu tư 100 cái mâm. Thì để cho khách hàng đứng ai ăn sắp hàng để bưng lên lầu tự túc với bản thân của mình. Thì Thi nghĩ rằng là tại vì Thi đâm gỏi có một mình ơn là Thi phục vụ mọi người không kịp. Vì nhân viên thì đông quá thì vô một lần một cũng phục vụ không kịp. Thì cho nên mọi người cũng thông cảm khi đến quán nhà Thi sắp hàng lên order trả tiền luôn. Và Thi được kiểm soát đủ và với lại nữa là cũng đỡ mệt cho nhân viên. Tại vì nhân viên bây giờ có 10 đứa đi chăng nữa cũng phục vụ không kịp. Thì cho nên là Thi nghĩ ra để càng ngày càng lâu mà đông như vậy thì sẽ xảy ra những chuyện có vấn đề với khách hàng. Tại vì khách hàng vô sau mà được ăn trước, khách hàng vô trước được ăn sau. Cho nên người ta ngồi ở trên người ta sẽ thấy trực tiếp, người ta sẽ phàn nàn. Cho nên Thi làm cách này ai vô trước sắp hàng trước rồi bưng lên tự ăn rồi trả tiền luôn. Ăn xong rồi đi về vui vẻ đó. Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Nhiều khi Thi mệt quá Thi đâu có kiểm soát mọi người được hết. Với lại phục vụ thì nhiều khi tiền bạc này nọ cũng không kiểm soát được hết nữa. Cho nên làm như vậy an toàn cho cả hai và nhanh lẹ hơn nữa. Thì tất cả anh chị em không đến quán nhà Thi ăn có thể là lên Shopee Food nè. Shopee Food tìm kiếm Thi có đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Đã mở cửa vào lúc 12 giờ cho đến 22 giờ tối. Giờ này thôi mà đã khách đã đông ở trên lầu đó mọi người. Mọi người muốn xem vòng một quanh không để Thi đâm gọi cái nha. Rồi trong khi Thi đâm gọi thì Thi cũng muốn chia sẻ cho tất cả anh chị em. Thật ra là Thi muốn để phục vụ tất cả anh chị em nhiệt tình lắm. Nhưng mà vì ở đây á, là đông quá. Nó không phải đông giống như cái dạng thường. Vô một lần một giống như đi chiến tranh vậy đó. Thì cho nên là không kịp. Mà Thi làm cỡ này mà không kịp nữa mọi người cũng đã thấy rồi. Làm cỡ này mà không kịp mà cho đứng sắp hàng cũng không muốn kịp nữa. Thì Thi nghĩ là chỉ có cách này thôi để giải quyết cho nhanh hơn thôi. Tại vì nhiều khi mà ngồi mà đông quá thì có người mà lên trước ngồi lâu quá nửa tiếng chưa có ăn. Mà đông quá đâu có ai để ý chú ý được đâu. Thì ở đây là Thi chú ý được, Thi kiểm soát được mọi người. Thì mong rằng mọi người thông cảm nha. Ví dụ mọi người đi hai người á, hai người nhớ rằng một dĩa gỏi ăn được hai người. Trà tắc thì ví dụ mình uống nhiều thì mình uống người 1 ly, uống ít thì hai người 1 ly. Bò viên chiên thì ăn hai người đó. Cari gà có thể kêu thêm đó. Rồi khi mua về thì mình có thể là mình báo với nhân viên mua về cũng được, hoặc là xuống dưới mua về. Rất là dễ nha mọi người nha. Nhanh gọn lẹ giống như là ngay chỗ mà những cái nhà hàng hoặc siêu thị vậy đó. Ăn là tính tiền trước rồi tự bưng ra tự ăn. Đó, cho nó gọn. Còn nếu mà cho Thi làm như vậy thì mướn nhân viên cỡ 18 đứa mà còn không kịp. 18 người mà làm không kịp một phục vụ mọi người. Thật ra là Thi cũng cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến, ủng hộ. Quán gọi nhà đủ đủ thì Thi mỗi ngày càng đông hơn, gấp đôi nhà cũ. Thì ví dụ đến quán nhà thì Thi mà đông quá đó, có hai bên gửi xe, gửi đối diện mà trong nhà thì về tốn tiền 3.000 thôi, cho dễ nhất. Nhớ nha mọi người nha, ngày thứ hai ngày 25 tây tháng 4 2022 nghỉ một ngày. Sắp tới là Thi bán liên tục luôn, tại vì Thi sẽ sắp xếp cho mọi người dễ ăn hơn, bưng gọn. Khách nhà Thi là vô là đông luôn rồi. Nói chung ra vô là không có vô giống như người ta. Vô lần 5 người, 10 người cũng được. Còn cái này mà vô hoài tới 8 giờ. Vô không nghỉ luôn á. Đâm gỏi mà đâm không nghỉ tay. Cho nên là nhiều người ta nói tại sao mà bán mà phục vụ không nhiệt tình. Nhiệt tình sao nổi nữa, còn sức đó nữa nhiệt tình. Đâm nãy giờ 12 giờ là cho 2 tiếng là đã hết sức rồi. Còn 6 tiếng đồng hồ nữa là đâm hoài vậy đó. Thì cho nên mọi người cũng hiểu, cũng thông cảm giùm. Sắp tới á, thì tất cả anh chị em bước vô một cái là đứng vô order bưng hàng lên ăn luôn. Cho dễ. Thì tất cả anh chị em nhớ nha, order ở đây tự bưng lên luôn. Ăn rồi xong mình đi về cho nó gọn. À, qua khứa khai trương, qua buổi tối các em ôm anh Đượng Lá. Có chơi BD gì không? Nãy giờ nãy vô ngồi ở đây tưởng đâu gái đi ngang hết hồn luôn, tính xách ghế đi ra ngoài. Ai vậy, không phải vợ ảnh. Anh đi có mình ơn à. Đi có mình thôi. Vậy là bữa khác đi với bạn trai hả? Đúng rồi. À, anh có bạn trai rồi. Chết em rồi. Nãy giờ nói tới nói lui anh có bạn trai. Anh thích Thi từ ngày khai trương là chưa mở quán bác nữa. Là ngày mai lên khai trương là anh đết rồi đó. Vậy bữa đó em ôm anh đó gọi anh đi về, anh có nhớ em không? À, anh có nhớ em không? Tối gì nằm mơ luôn á. À, bữa đó em ôm ảnh là ngày đầu tiên chuẩn bị khai trương hơn thì đâu luôn. Trai mà lần đầu tiên chuẩn bị mở cửa cái mình được ôm. Cửa gà 93 hả? Ngọc ơi, 93 tính là Ngọc. Sao đi ngày 993 chết tao nữa rồi. Đi đâu vậy? Ngon quá rồi.
Ngồi chơi tí đi, gấp đi về vậy. Chưa làm gì nữa mà đi về rồi. Chưa cho số nữa sao rồi đi chơi. Thấy chưa, yêu người ta quá trời luôn, gạch tay nè. Yêu mà tới gạch tay nữa này, lấy lửa lam gạch phải không? Hận đời phải không? Đẹp trai quá trời. Giờ còn nổi da gà luôn ta. Vậy là nãy giờ gờ nổi da gà là có cảm xúc. Còn nếu mà gờ mà không có nổi da gà thì đâu có cảm xúc đâu. Sau đây nhiều người kêu Thi nói cái tấm màn này nè, gỡ ra đi để làm cái miếng la phong. Thật ra thì Thi chưa cố định làm ngay đây. Tại vì Thi tính á, để ngay đây á, tại vì cho mấy người này nè để ba cái đồ á, tại chật á phía sau nè. Cho nên Thi để cái tấm màn như vậy nè, để khi tối cái kéo màn ra hết, cái cho nó thoáng gió vô. Còn để cái miếng la phong cái gió mắc vô. Cho nên là Thi để tấm màn nha. Với lại ở trên cũng thoáng rồi, mọi người ngồi lên trên. Nói chung ra cái màn này là để cho nó che ở phía sau để làm việc thôi. Thôi giờ mọi người gắng cố gắng ủng hộ Thiên Năm nữa đi, Thi mướn căn nhà nữa. Rồi Thi gửi xe bên kia, mọi người ngồi hết đường này luôn rồi Thi làm việc bên kia nha. Cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến ủng hộ. Cảm ơn, em chưa ôm anh nữa. Anh đi bỏ em. Sao anh bỏ ra đi, em nào có lỗi lầm gì? Sao anh bỏ ra đi, em nào có lỗi lầm gì? Này anh bỏ ra đi. Chồng tao nó lên. Trời ơi, ngon quá anh ơi. Cảm ơn tất cả anh chị em nha. Lên Shopee Food tìm kiếm TT gọi đầy đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Giờ này Thi rảnh rỗi rồi. Cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến ủng hộ quá gửi nhà TT. Nhớ đăng ký kênh subscribe kênh TT mỗi ngày nha. Đăng vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube của TT. Cảm ơn cả nhà yêu khóc con nát ha. Sau đây tất cả anh chị em cũng nhiều người hỏi Thi, sao mà Thi ơi sao không bán xôi xoài? Thật ra Thi cũng muốn bán xôi xoài với là thịt nướng lắm. Nhưng mà bán cái món gỏi này bán đông quá rồi, phục vụ không kịp. Cho nên bán xôi xoài nó chóng mặt luôn á. Thì thật ra Thi muốn nấu tụm dâm nè, xôi xoài nè, thịt nướng nè, xó lụi nè. Nói chung ra muốn bán nhiều lắm. Nhưng mà cũng gắng cố gắng bữa nào bán ế làm nhiều món bán nữa. Giờ bán đông quá à, cho nên bớt món ăn lại. Bán nhiều quá Thi làm hết nổi. Tất cả các món ăn nhà Thi là Thi tự sáng tạo ra không nha mọi người. Nhân viên thì chỉ mướn về làm theo nhu cầu mình thôi. Còn những đồ ăn là làm theo cái khẩu vị của Thi. Tại vì Thi ăn hơi ngọt, cho nên những ai đến quán nhà Thi thì ngọt ngọt thì sẽ thích. Ngọt ngọt, chua chua, mặn mặn, cay cay. Mấy anh nào mà đẹp trai mà chưa có người yêu, chưa có bồ hoặc là thôi vợ rồi, sẽ đến nhà của em ăn những cái món ăn ngọt ngọt, mặn mặn, chua chua, cay cay. Và nó ngon, ơi là ngon, và nó ngon y như em vậy đó. Mấy anh có muốn thưởng thức em thì cũng được. Bấm số 1 đi em cho thưởng thức và em chốt đơn nha. Và cái cách đâm gửi của Thi thì cái cối này á là Thi mua trị giá là Thi đặt người ta là nửa tháng 3 triệu tiền Việt Nam thì Thi làm nha mọi người nha. Cái cối này đâm rất là sâu và đâm ra được một cối là 4 cho đến 5 phần. Vì thứ nhất là nhiều người hỏi tại sao mà không đâm một phần giống như Thái Lan. Thái Lan hết cái đất nước Thái Lan mà không ai bán một ngày 300 kg đu đủ giống như Thi đâu. Quá đát 50 kg, 100 kg à. Tại vì Thái Lan nó ăn nước nhiều cho nên người ta làm lỏng ăn với cơm. Còn Thi á là Việt Nam là người ta không ăn với cơm, người ta ăn gỏi không à, cho nên là Thi mới đâm đu đủ nhiều hơn Thái Lan. Cho nên là Thái Lan đâu đâm nhiều đâu, nó chỉ trộn 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 mà. Còn Thi là Thi đâm một cái á, chai mà tập tạ là không bằng Thi luôn á. Thi nói thiệt, Thi nói thiệt, cái bàn tay của Thi mà nói thiệt á nha, Thi giọng một cái là tan màn hình. Chóng độc luôn. Cho nên nhiều khi mạnh dữ lắm mới đâm gỏi được lâu như vậy nha mọi người, không phải dễ đâu. Rồi thì anh nào mà thích ăn gỏi thì đến quán nhà em, còn ăn thích ăn em thì bấm số 1 để cho em biết những mấy anh nào đẹp trai em vô follow và để chốt đơn nha. 11 giờ đêm 0706 768 158. Cho số mấy anh luôn, chấn động. Còn tối mà Thi về Thi mệt rồi mà không có trai nhắn tin nó thì rất là mệt mỏi luôn. Bởi vì trai đẹp là làm cho Thi giống như là có một cái sức sống mỗi ngày và để cho Thi có động lực và Thi quyết liệt với cuộc sống của Thi cũng vì trai đẹp. Snipe on, phê ôn đấng ta bóng snipe on. Miễn chật à nâng rưỡng tê. Xôm lìa chật cầm rìa bấm phê còn là giang. Phơi tha snipe hà bro miễn bé đồn. Miễn phê, miễn chật. Chị ăn gỏi hả chị? À, ngồi đi chị ơi, ngồi bàn đi, nhân viên em phục vụ anh mua gỏi hả? Ờ chứ ngồi trước mặt em đi anh. Anh đẹp trai quá anh ngồi đi, để chút nữa em bán cho anh nha. Ngồi đó đi, trai đẹp để sao đi phán order liền không được nha. Ngồi đi nha anh đẹp trai có râu. Đi có mình anh hả? Ờ anh cười kìa. Chấn động luôn. Anh cười đừng bịt miệng. Cười thả lỏng ra đi giống như em vậy nè, anh mới vui.
Anh ơi ngồi đây nè, ngồi trước mặt em nè. Anh ngồi gì xa vậy? Ngồi tới tàn màn hình tới đằng kia luôn. Ngồi trước mặt em nè. Ma điều cái đù và sao mấy đứa quá trên nà đồn quá chạy giặt bao lớp kênh quá trên nó răng. Chị ơi gọi đi đủ này ha, có để nhiều món lắm chị. Có cà chua, đậu đũa này nọ nè, có ngò gai nè, mắm này nọ nè. Nhưng mà đặc sản nhất tại quán Gia Thi đó chính là mấy ép chanh, chanh ép ra để làm nguyên chất cho tất cả anh chị em. Thơm, ngọt, chua, cay. Đó, mọi người hãy đến thưởng thức thử nha. Rồi chị, nhiều người hỏi em tại sao mà đâm gỏi mỗi ngày mà da đẹp vậy. Em có bán mỹ phẩm nha, nhắn tin qua Zalo cho nhân viên bên em chốt đơn 0986916513, Mr. Hùng. Muốn làm đẹp cho da nha. Cảm ơn chị nhiều. Tại sao bây giờ em ít có nói chuyện với tiếp xúc với khách hàng vậy? Tại vì đông người quá. Nhưng mà khi mà em tiếp xúc với khách hàng thì em đâm gỏi đâu kịp đâu. Cho nên em phải đâm gỏi liên tục để em phục vụ tất cả khách hàng. Giống như bán rắn thì em tiếp xúc được. Chào con mong con phải mất tình lai để tâm đang chút nào video đi rút những khuyên nhóm đó. Cha, trong nhằm bọc lòng cho người chứng ai lên Google xe thi vãi thi vãi khởi xe thành tâm đó cha. Ông con nói bọn bọn cha. Welcome Vietnam, Papaya Salad in Vietnam, Ho Chi Minh City, our friend. Set Google Map thi vãi thi vãi VLOG. I can have upload address in Vietnam, Ho Chi Minh City. Welcome. Anh nào thích em á, thì cứ comment số 1. Em là Ti Thi, có cái ly trứng giữa. Và cái phim của em mỗi ngày phát sóng nha, 11 giờ 11 giờ trưa phát sóng mỗi ngày. Phim của Thi là phim Ti Thi, chiếu không bao giờ hết. Chiếu mỗi ngày phát sóng 11 giờ, 4 giờ, 5 giờ mỗi ngày luôn cho tất cả anh chị em xem mỗi ngày. Đó. Nhiều phim lắm mọi người, nhiều tập phim lắm. Phim Ti Thi du lịch, phim Ti Thi bán gỏi, phim Ti Thi ghẹo chai, phim Ti Thi mua bán, phim Ti Thi đi chợ. Có tất cả các tuần tập phim để biểu diễn cho tất cả anh chị em xem mỗi ngày và trực tiếp trên đài truyền hình S-Âm Ti Thi Vlog. Hay cũng có nhiều anh chị em nói gì nè. Thi ơi, sao Thi là con gái mà sao Thi nói chuyện hay la làng quá vậy? Thì kể cho mọi người nghe, tại vì biết sao, Thi la làng cái con người Thi mới thoải mái vô tư được. Tại vì cái con người mà vui mà không thiếu nợ ai, không mượn tiền ai á, cho nên nhiều khi cái mình vui, cái mình thích la làng, mình thích thoải mái cuộc đời của mình mà cũng không có chèn ép ai và cũng không có ràng buộc với ai mà cuộc sống mình vô tư thoải mái, giống như bay bổng trên không gian và bầu trời. Cho nên là khi mà mình cười chứ mình thả ra hết. Cái con người mình giống như là nó ra hết trong cơ thể của mình ra cái nó vui. Và cái con người mình rất là yêu đời và sảng khoái. Đó đó là cười hết mình. Còn cười mà e ngại á, thì nhiều khi nó mệt lắm, nó bối rối và tim mình đập nó không đều nhịp điệu nữa. Nói chung ra cười thả ra thì tim mình nó đập đều. Còn khi mà mình cười như nè, nó kỳ không? Nhiều khi cười cái nó rớt cái răng bên trong luôn á. Nín á, mọi người nín cười á. Cho nên cười thả ra. Cười lên đi cho con người mà thoải mái. Cười lên đi cho thoải mái con người. Cười lên đi cho người ta thoải mái. Thoải mái con người ta hãy cười lên đi. Đó. Thì cười thả ra luôn. Chứ thì không có kiểu như giống người ta e ngại. Bây giờ mà mọi người nói thì con gái sao được. Nhìn là biết bê đê liền. Mình nói sao mà con gái. Thấy không? Phải chẳng thà bê đê thì cười thả ra đi. Giờ Thi có làm con gái cái nào nó cũng không giống chứ. Con gái mà cơ bắp cỡ này trai nào mà nó chịu. Nó sợ lấy nó về xong mình đánh nó, đánh qua đánh lại, đánh qua đánh lại nó chết rồi, nó không dám lấy. Kìa lấy gỏi cho chồng ta ăn kìa. Chồng ơi, chứ bóc gỏi cho chồng ta ăn đi kìa. Chồng tao ngồi đợi ăn gỏi nãy giờ luôn trời. Chồng tao nhưng mà vợ của người ta, tao buồn dễ sợ chứ. Bây giờ đợi giờ vậy đó mọi người. Ai cũng là chồng Thi hết trơn á. Nhưng mà chồng Thi tối về làm vợ người ta hết trơn. Làm vợ, làm chồng Thi có một buổi sáng thôi. Chán đời ghê. Chấn động luôn. Bữa nay rảnh rỗi biết sao mọi người, thích chia sẻ clip cho mọi người cười chơi vậy. Chứ bình thường thì ít nói chuyện lắm. Thi lo tập trung đâm gỏi không à. Nhưng mà buổi trưa thì Thi thích nói để cho mọi người có những cái clip hay hay để vui hơn. Để khi mọi người mà cũng như là buồn rầu lo sợ này nọ đó, mọi người xem Thi cái bắt đầu cái cuộc đời mọi người cái cũng như là thoải mái hơn. Với lại mọi người có động lực làm việc hơn. Nhiều khi trong cuộc sống là phải vui. Vui là trước, vui là chính, dính là chui. Đó. Em khiều thì anh thích, em thích thì anh khiều, em anh chích thì em khiều. Thì nói chung ra là phải vui trước nha mọi người nha, thì mới làm nổi. Còn Thi mà không vui thì làm không nổi đâu. Thì thấy cuộc đời thì mỗi ngày là Thi rất là vui trong cuộc sống. Rồi cũng sau đây cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em nha, luôn luôn yêu mến ủng hộ quán gỏi nhà Ti Thi. Nhớ lại đến đây có nhiều món ăn, mắm cá lóc chân, bò viên chiên, cà pháo ngâm nước mắm, chân gà xả tắc. Chân gà xả tắc có lột rút xương và không rút xương.
đó, mọi người hãy đến ủng hộ quán nhà Tây Thi nha. Coco Naka, thank you very much everybody. Welcome Vietnam, the food Thailand, papaya salad in Vietnam, Ho Chi Minh City. I am idol in Vietnam, I'm so very happy today, but I want to talk with everybody. Come to visit Vietnam, don't forget restaurant Thi Thi, Vietnam, Ho Chi Minh City. Thank you very much, Coco Naka.